everyone. Welcome to my lesson today. Chào các em. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học tiếng Anh lớp 11. Trước khi đi vào bài học hôm nay, các em hãy thử trả lời cho cô câu hỏi. What do you need energy for? Các em cần năng lượng để làm gì? Theo như cái bức tranh cô để dưới này thì các bạn có thể thấy chúng ta sử dụng năng lượng để khởi động các loại máy móc, ví dụ như là máy tính nè, lò sưởi nè, thắp sáng đèn nè. Chúng ta sử dụng năng lượng để nấu ăn nè. Chúng ta sử dụng năng lượng để khởi động xe ô tô hoặc là chạy những cái phương tiện giao thông khác. Vậy thì we need energies for every daily activities. Chúng ta sử dụng năng lượng cho tất cả các hoạt động thường ngày của mình. Bài học hôm nay sẽ liên quan đến nội dung này. Đó là bài Unit 11 Sources of Energy Reading. Bài số 11 Các nguồn năng lượng. Chúng ta đi phần thứ nhất, đọc hiểu. Okay, so let's look at the pictures and tell me what this. We can see the windmill. Windmill. Repeat after me. Windmill. Đó là gì các bạn? Cối xay gió. Các bạn có thể thấy hình ảnh của một cái cối xay gió ở đây. Chúng ta có cái từ vựng đầu tiên liên quan đến bài. Windmill. Okay, the last pictures. Sailboats. Ở đây các bạn có thể thấy là hình ảnh của những cánh quạt. Sailboats is mean cánh quạt. The next one. What are they? What can you see in the pictures? They are solar panels. Solar panels. This does mean tấm năng lượng mặt trời. Những tấm pin năng lượng mặt trời. Các bạn đọc theo cô nè. Solar panels. Solar panels. The next. What can you see in the pictures? Hydroelectric dam. Hydroelectric dam có nghĩa là đập thủy điện. Okay, repeat after me. Hydroelectric dam. Hydroelectric dam. Next. Nuclear. Nuclear ở đây các bạn có thể thấy nó là gì? Nguyên tử. Mình có cụm từ nuclear reactors. Nuclear reactors. Đó là phản ứng nguyên tử. Các bạn đọc theo cô nhé. Nuclear reactors. And nuclear pump. Nuclear pump. This means bom nguyên tử. Ở cái bức tranh tiếp theo này các bạn có thể thấy một cái nguồn năng lượng hiếm có ở Việt Nam mình. Đó là nguồn năng lượng địa nhiệt. Địa nhiệt là nguồn năng lượng lấy từ sâu trong lòng đất. Và tiếng Anh chúng ta dùng từ geothermal heat. Geothermal heat. Okay, let's look at the pictures. You can see four pictures here. The first one, oil. The second, petrol. The next, coal. And the last one, gas. And all petrol, coal, and gas are fossil
Fuels. Ở bốn bức tranh này các bạn có thể thấy bức tranh đầu tiên đó chính là dầu, khai thác dầu. Bức tranh thứ hai là xăng. Bức tranh thứ ba là than. Và bức tranh cuối cùng là khí gas. Vậy thì dầu, xăng, than và gas được gọi là nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta có cụm từ fossil fuels. Fossil fuels là nhiên liệu hóa thạch. Các bạn đọc lại cho cô từ này. Fossil fuels. Fossil fuels. Nhiên liệu hóa thạch. Next. Okay, so now let's review some things about the energies I have told you. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một xíu về những nguồn năng lượng mà cô vừa mới nói với các bạn. Let's look at four beaches and tell me what can you see in the beaches. Beach number one, green meal. Beach number two, solar panels. Beach three, nuclear reactors. And the last one, hydroelectric dam. Okay, so what do people use those things for? Con người sử dụng những cái vật dụng này để làm gì? Cối xay gió nè, tấm pin năng lượng mặt trời nè, những cái lò phản ứng nguyên tử, những cái lò tạo ra những cái phản ứng nguyên tử nè, và đập thủy điện. Rất là dễ dàng chúng ta có thể trả lời câu hỏi này là gì? People use them to make energy. People use them to make energies. Còn người ta sử dụng những cái vật dụng này để tạo ra năng lượng. Vậy thì what source of energies does each beaches above refer to? Đối với những bức tranh này thì mỗi bức tranh sẽ tạo ra cái nguồn năng lượng gì? Dễ dàng chúng ta có thể thấy đối với cối xay gió thì sẽ tạo ra năng lượng gió, đúng không các bạn? Chúng ta có từ gì? Wind energy, năng lượng gió. Vậy thì tấm pin năng lượng mặt trời chúng ta sẽ có năng lượng gì? Solar energy. Solar energy, năng lượng mặt trời. And the next one, beach 3, we have nuclear power. Nuclear power, năng lượng nguyên tử. And the last one, đập thủy điện thì rõ ràng là chúng ta tạo nên nguồn năng lượng từ nước. Water power. Okay, so repeat after me, please. Các bạn lặp lại theo cô nhé. Wind energy. Solar energy. Nuclear power. Water power. Các bạn kiểm tra lại những từ cô vừa mới giới thiệu nhé. Windmill is mean cối xay gió. Solar panel, tấm thu năng lượng mặt trời. Hydroelectric dam, đập thủy điện. Nuclear, nguyên tử. Nuclear reactor, phản ứng nguyên tử. Nuclear bomb, bom nguyên tử. Geothermal heat, địa nhiệt. Fossil fuels, nhiên liệu hóa thạch. Okay, now let's write down some more vocabulary from the reading task. Chúng ta ghi thêm một số từ vựng liên quan đến nội dung của bài đọc. Energy. What does it mean, energies? Energies is mean năng lượng. Reserve. Reserve,
sự dự trữ. Alternative. Alternative. Alternatives, it means thay thế. Exhaustic. Exhaustic. Ở đây các bạn lưu ý cho cô, chữ H này là chữ H căm, chúng ta không đọc nha, mình đọc nối qua. Is. Exhaustic. Exhaustic. This mean cạn kiệt. Nó đồng nghĩa với lại cụm từ run out of và empty. Các bạn ghi cho cô hai cụm từ đồng nghĩa, run out of and empty, synonym with exhausted. Release. Release is mean thải ra, phóng ra. Plentiful. Plentiful is mean nhiều. Plentiful. Infinite. Infinite is mean unlimited. Vô tận. Infinite synonym with unlimited is mean vô tận. Hai cụm từ đồng nghĩa với nhau nha. And we have the last one. Potential. Potential is mean có tiềm năng. Potential. Okay, now repeat after me please. Energy. Reserve. Alternative. Exhausted. Run out of. Empty. Release. Plentiful. Infinite. Unlimited. Potential. Now, let's open your book page 126. Các bạn cùng mở sách cho cô trang 126. We do task 1. Fill each blank with a suitable word. Chúng ta hoàn thành những cái chỗ trống này, điền vào những chỗ trống này với một cái từ thích hợp. Từ trong cái ô này. We have 5 words. Alternative, limited, energy, released, exhausted. Chúng ta có 5 từ tương ứng với 5 câu. Trước khi chúng ta điền từ vào chỗ trống thì chúng ta ôn lại nghĩa của 5 từ này. Bởi vì đây là bài tập điền từ vựng, cho nên là chúng ta phải hiểu nghĩa thì chúng ta mới điền được nha. Alternative is mean thay thế. Limited, có hạn, đúng không? Có giới hạn, có hạn. Energy, năng lượng. Released, thải ra, phóng ra. Exhausted, it means cạn kiệt. Chúng ta đi vào từng câu nha. Câu số 1. 600 balloons were at the ceremony. Câu này nghĩa là gì đây các bạn? 6.000 cái bong bóng được at the ceremony, trong cái buổi lễ. Vậy thì các bạn thấy chúng ta có trước khoảng trống là động từ to be, đúng chưa? 600 balloons là chủ ngữ, 6.000 cái bong bóng là chủ ngữ, were là động từ to be, và at the ceremony ở buổi lễ. Vậy thì chỗ này chúng ta có thể suy đoán nó là một cái công thức của câu bị động. Vị trí này, một là chúng ta đã điền verb 3 để nói là tạo nên cái công thức bị động to be cộng verb 3. Hai là
tính từ. Vậy thì theo như các bạn suy đoán thì 6.000 cái bong bóng này được như thế nào vào buổi lễ? Thì thường trong các buổi lễ thì chúng ta sẽ làm cái hoạt động là gì? Thả bong bóng lên trời, đúng không? Thả bong bóng lên trời để mà chào mừng một cái dịp quan trọng, một cái niềm vui nào đó. Thì vậy thì câu số 1 này chúng ta sẽ chọn từ released. 600 balloons were released at the ceremony. 6.000 bong bóng được thải à, được là cô xin lỗi. 6.000 bong bóng được thả ra trong cái buổi lễ. Ở đây chúng ta không dịch là thải ra nha. Thải ra là chúng ta dịch trong cái trường hợp đó là các chất gây ô nhiễm môi trường á, hoặc là các chất thải, hoặc là nước sinh hoạt vân vân. Tùy trường hợp. Ở trong trường hợp này chúng ta dịch là thả ra nha. Okay, next number 2. They are looking for methods of making it. Chúng ta có cụm động từ phrasal verb looking for. Look for is mean search for, tìm kiếm, find. Họ đang tìm kiếm methods of making it, cái phương pháp để làm ra nó. Vậy thì chúng ta thấy là methods là danh từ. Vậy thì trước danh từ chúng ta còn một tính từ để bổ nghĩa cho nó. Và trong câu này chúng ta xem xét các cái tính từ phía trên thì chỉ có một cái tính từ thích hợp, đó chính là alternative. Họ đang xem xét, họ đang tìm kiếm một cái phương pháp thay thế để làm ra nó. Alternative methods, một cái phương pháp, những cái phương pháp thay thế. Chúng ta đi vào tiếp tục câu số 3. People use to run machines, heat and cool their homes. Người ta sử dụng cái gì để mà chạy máy móc nè, đun nóng nè, sưởi ấm nè, là làm mát nhà của họ. Thì theo như đầu bài học cô đã giới thiệu rồi, để mà khởi động máy móc hoặc là sưởi ấm hay là làm mát, những cái hoạt động đó, tất cả những hoạt động thường ngày đó, chúng ta cần cái gì các bạn? Cần năng lượng, đúng không? Cho nên câu số 3 này chúng ta chọn đáp án là energy. People use energy to run machines, heat and cool their homes. We go to number 4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather. Đồ ăn ở nhà hàng này thì rẻ, nhưng mà cái sự lựa chọn thì hơi là gì đó. Nhưng thì nó sẽ tương phản với loại cái vế thứ nhất. Vế thứ nhất chúng ta thấy là cheap, là rẻ. Thì cái vế thứ hai nó là sẽ nó mang nghĩa là tiêu cực. Rẻ là tích cực. Và cái vế sau á, nhưng thì nó sẽ mang nghĩa tiêu cực. Thì chúng ta có cái tính từ mang nghĩa tiêu cực là gì? Chúng ta còn hai cái tính từ, đúng không? Thứ nhất là limited and exhausted, hạn chế hay là cạn kiệt. Thì không thể nào chúng ta dùng cái từ cạn kiệt trong trường hợp này hết. Cho nên là câu này thích hợp hơn là chúng ta sẽ dùng từ limited. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather limited. Thức ăn ở nhà hàng thì rẻ, nhưng mà cái sự lựa chọn thì nó hơi hạn chế, có nghĩa là ít á, chỉ có vài món thôi. Mặc dù là rẻ nhưng mà nó chỉ có vài món thôi. Okay, the last one, number 5. Fuel supplies are nearly. Nguồn cung cấp nhiên liệu thì gần như là gì? Thì chúng ta còn một tính từ duy nhất, đó chính là exhausted. Nguồn cung cấp nhiên liệu thì gần như là cạn kiệt. Fuel supplies are nearly exhausted. Vậy thì chúng ta vừa hoàn thành xong phần bài tập thứ nhất trong phần đọc hiểu. Chúng ta đi phần bài tập thứ hai. Task 2. Scan the passage and write down the advantages and disadvantages of each alternative source of energy. Các bạn đọc lướt qua cho cô đoạn đọc hiểu và ghi lại những cái ưu điểm và khuyết điểm của những nguồn năng lượng thay thế. Năng lượng thay thế ở đây chúng ta có 5 cái nguồn năng lượng thay thế.
Thứ nhất, nuclear power, năng lượng nguyên tử. Solar energy, năng lượng mặt trời. Water power, năng lượng nước. Wind power, năng lượng gió. Geothermal heat, năng lượng địa nhiệt. Vậy thì các bạn đọc lướt qua cho cô nha. Thứ nhất, năng lượng nguyên tử, nuclear power. Các bạn xem thử nó nằm ở đoạn số mấy nè. Bài đọc của chúng ta có tổng cộng là 5 đoạn nha. Bài tập của chúng ta có 5 đoạn. Vậy thì tìm xem cho cô thử đoạn nào có nhắc đến năng lượng nguyên tử. Okay, you can see in the paragraph 2. Các bạn thấy ở trong đoạn số 2 nha. Đoạn số 2 có nhắc đến nguồn năng lượng nguyên tử, nuclear energy. Nuclear energies can provide enough electricity for the world next for hundreds of years, but it can be very dangerous. Vậy thì chúng ta thấy ưu điểm của nó là gì? Provide enough electricity for the world's needs for hundreds of years. Cung cấp đủ điện cho nhu cầu của thế giới trong hàng trăm năm. Vậy thì chứng tỏ là nó rất là nhiều, đúng không các bạn? Vậy thì cô có thể nói rằng ưu điểm của nó là gì? It's plentiful. Và nhược điểm của nó là gì? It can be very dangerous. Rất là nguy hiểm nha. Các bạn có nghe nói đến rất là nhiều rồi, năng lượng nguyên tử rất là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta ghi xuống cho cô phần nhược điểm. It can be very dangerous. Cũng trong đoạn số 2 này chúng ta có thấy nhắc đến nguồn năng lượng địa nhiệt, geothermal heat. Cô để màu xanh nước biển nha. Which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world. Năng lượng địa nhiệt nó đến từ sâu trong lòng trái đất. Các nhà khoa học sử dụng cái sức nóng của nó để tạo nên năng lượng. Tuy nhiên, cái nguồn năng lượng này nó chỉ có ở một vài nơi trên thế giới thôi. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng cái nhược điểm của nó là chỉ có ở vài nơi trên thế giới. Okay, it's available in only a few places. Nó chỉ có ở một vài nơi trên thế giới thôi. Vậy thì ưu điểm của nó là gì? Chúng ta có thể sử dụng nó làm nguồn năng lượng có sẵn, đúng không? It's available. Nó có sẵn. Okay, next. Tiếp tục. Chúng ta nhìn vào đoạn số 3 thì các bạn sẽ thấy được thông tin về hai nguồn năng lượng, đó là wind power and water power. The wind turns windmill and moves sailboats. Is it a clean source of energy? And there's a lot of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there's no wind energy. Gió nó sẽ làm xoay những cái, nó sẽ làm cho cái cối xay gió hoạt động và duy chuyển những cái cánh quạt á. Và nó là một cái nguồn năng lượng sạch và có rất nhiều. Clean, and there's a lot of it. Unfortunately, có nghĩa là không may mắn. Fortunately là may mắn, it means lucky. Và chúng ta thêm cái tiền tố on là nó mang nghĩa là không có may mắn. Là gì? If the wind does not blow, there's no wind energy. Nếu như mà không có gió thì chúng ta sẽ không có năng lượng gió. Cho nên chúng ta sẽ ghi xuống là gì? Ưu điểm của nó là it's clean, plentiful and infinite. Sạch, nhiều và vô tận. Không bao giờ hết gió, đúng không? Chúng ta sẽ không bao giờ mà hết được gió hết. Và gió là một nguồn năng lượng sạch.
Tuy nhiên nhược điểm là nếu không có gió thì sẽ không có nguồn năng lượng gió. Nếu trời không có gió thổi nha. If the wind does not blow, there's no wind energy. Tiếp tục, chúng ta nhìn vào nguồn năng lượng nước. Water power gives energy without pollution. However, people have to build dams to use the energy, and dams cost a lot of money, so water energy is very expensive. Ưu điểm của năng lượng nước đó chính là without pollution, không gây ô nhiễm. Không gây ô nhiễm chứng tỏ nó là một nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên nhược điểm của nó là gì? Cost a lot of money. Để có được cái nguồn năng lượng gió thì chúng ta phải xây dựng đập thủy điện, mà đập thủy điện thì tốn rất là nhiều tiền, cho nên năng lượng gió là một nguồn năng lượng mắc tiền. Chúng ta ghi phần ưu điểm: is clean, plentiful, infinite. But the disadvantage is it costs a lot of money. It is expensive. Nó rất là mắc, đúng không? Tiếp tục chúng ta nhìn vào cho cô đoạn số 4. Đoạn số 4 nói về năng lượng mặt trời. Solar energy. Năng lượng mặt trời. The sun releases a large amount of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for every daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe. Đoạn này quá rõ ràng để cho chúng ta biết được cái ưu điểm của năng lượng mặt trời, đó chính là plentiful, infinite, clean and safe. Vậy thì nhược điểm của năng lượng mặt trời đó chính là gì? Chúng ta biết là mặt trời thì chỉ có vào ban ngày, đúng không? Và vào những ngày mà trời nắng gắt. Vậy thì những ngày trời mưa hoặc là vào ban đêm thì chúng ta sẽ không có năng lượng mặt trời. It's only possible during the day. Nó chỉ có vào ban ngày thôi. Ban đêm là không có năng lượng mặt trời nha. It's only possible during the day. Vậy thì chúng ta vừa mới đi phân tích xong tất cả những cái ưu điểm và nhược điểm của những cái nguồn năng lượng thay thế. Các bạn có ghi lại kịp hay không? Nếu như mà các bạn ghi không kịp thì có thể bấm đứng lại để xem, hoặc là các bạn chụp màn hình để rồi chúng ta chép vào vở sau nhé. Rồi vậy thì chúng ta đi phần tiếp theo. Task 3. Answer the questions. Trả lời câu hỏi. Trong bài đọc này chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, what is our major source of energy? And number two, how many sources of energy are mentioned in the test? And which source of energy do you think has the most potential? Chúng ta có cái nguồn năng lượng chính đó là gì? Và có bao nhiêu nguồn năng lượng được đề cập trong bài đọc? Và cái nguồn năng lượng nào mà các em nghĩ nó là một cái nguồn năng lượng gì đấy? Potential, có tiềm năng. Yeah. Câu hỏi thứ nhất. Câu trả lời của mình là gì? Our major source of energy come from fossil fuels. Cái này các bạn có thể đọc ngay cái câu đầu tiên luôn á. Câu đầu tiên của đoạn 1 á. At present, most of our energy comes from fossil fuels. Hiện tại,
Thì cái nguồn năng lượng chủ yếu của chúng ta là đến từ nguồn nhiên liệu hóa thạch. Nhiên liệu hóa thạch thì cô đã nói với các bạn, cô đã giới thiệu với các bạn ở đầu bài học, bao gồm là gì? Oil, coal, petrol and gas. Dầu nè, xăng nè, than và khí ga. Nha. Vậy thì câu hỏi số 2 người ta hỏi là có những cái nguồn năng lượng đề cập trong đoạn văn đó là 6 cái nguồn năng lượng. Six sources of energies are mentioned in the test. They are fossil fuels, nuclear power, solar energy, water power, wind power, and geothermal heat. So, which source of energies do you think has the most potentials? Đây là một câu trả lời tùy vào ý của chính mình thôi, cho nên là các bạn có thể trả lời theo ý của mình. Như cô thấy thì cái nguồn năng lượng mà cô thấy tiềm năng nhất đó chính là nguồn năng lượng mặt trời. Thì cô sẽ trả lời là gì? I think solar energies is the most potential. Rồi chúng ta vừa hoàn thành xong hai câu hỏi trong phần task 3. We go to the last part of the reading passage. Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the past. Các bạn hoàn thành cho cô cái bản tóm tắt bài đọc hiểu bằng cách là điền vào chỗ trống những cái từ thích hợp. Đây là cái đoạn tóm tắt của bài đọc hiểu. We need energy to live and work. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Our major source of it all. Nguồn năng lượng chính của chúng ta là dầu. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ điền từ energy. Our major source of energy. Dầu là kind of fossil fuels. Là một cái loại nhiên liệu hóa thạch, đúng không? One kind là một loại. Oil is one kind of fossil fuel. This amount of fossil, mình có cụm từ là gì? Fossil fuels, nguồn nhiên liệu hóa thạch, fossil fuel. Cái lượng nhiên liệu hóa thạch trên thế giới thì như thế nào các bạn? Mình thấy nè, dầu, than, khí ga, xăng trên thế giới thì càng ngày càng gì? Limited. Có giới hạn đúng không? Chứ không phải là vô tận mà chúng ta khai thác hoài không hết nha. Nó có hạn. Limited. Therefore, do đó we must save it. Chúng ta phải cố gắng để bảo vệ nó. And at the same time, we must find new source of energy. Và cùng lúc đó thì chúng ta phải tìm một cái nguồn năng lượng mới. Geothermal heat and nuclear power are source of energy. Năng lượng địa nhiệt và năng lượng nguyên tử là nguồn năng lượng như thế nào? Alternative, nguồn năng lượng thay thế. They can give us electricity. Nó cung cấp cho chúng ta điện. Other alternative sources. Những nguồn năng lượng thay thế khác đó chính là gì? The sun, waves and water. These sources are not only. Những cái nguồn năng lượng này không chỉ là gì? Và and available, but also clean and safe for the. Những nguồn năng lượng này không chỉ unlimited, vô tận, đúng không? Rất là nhiều. Unlimited. Mà nó còn sạch và an toàn cho gì các bạn? Cho môi trường, environment. People should develop and use them more and more in the future. Chúng ta nên phát triển và sử dụng nó nhiều hơn trong tương lai. Rồi, vậy thì thông qua nội dung bài đọc, cô muốn các bạn phân loại cho cô
theo cái sơ đồ này các nguồn năng lượng. Từ cái gốc là sources of energy, các nguồn năng lượng, cô chia ra làm hai nguồn năng lượng chính, đó chính là số 1 và số 2, đó chính là alternative sources. Vậy thì các bạn đọc lại cho cô đoạn đọc hiểu và điền cho cô những cái phần còn thiếu vào trong các cái số 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Cô gợi ý cho các bạn là cái nguồn năng lượng của chúng ta chia làm hai loại. Thứ nhất là nhiên liệu hóa thạch, và thứ hai là các nguồn năng lượng thay thế. Vậy thì nhiên liệu hóa thạch chúng ta dùng từ gì? Fossil fuels, đúng không? Fossil fuels. Vậy thì nguồn nhiên liệu hóa thạch sẽ bao gồm những cái gì? Oil, gì nữa? Số 2, số 3 các bạn tự ghi vào nhé. Một nhánh thứ hai đó là các nguồn năng lượng thay thế, alternative sources. Ngoài hai cái nguồn năng lượng thay thế đó là solar energies, năng lượng mặt trời, và wind power, năng lượng gió, thì chúng ta còn ba loại năng lượng thay thế đó là gì? Cô cho các bạn 5 giây, các bạn điền nhanh cho cô nhé. 5, 1. Rồi, vậy thì hết giờ. Chúng ta có nhiên liệu hóa thạch bao gồm dầu, than và gas, oil, coal, gas. Năng lượng thay thế chúng ta có nuclear power, geothermal heat and water power. So, we have two sources of energy: fossil fuels and alternative sources. Fossil fuels are oil, coal and gas, and alternative sources are nuclear power, solar energy, water power, wind power and geothermal heat. Chúng ta có hai nguồn năng lượng chính, đó chính là nhiên liệu hóa thạch và nguồn năng lượng thay thế. Nhiên liệu hóa thạch bao gồm dầu, than và khí ga. Các nguồn năng lượng thay thế chúng ta có năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng nước, năng lượng gió và địa nhiệt. Okay, we start the lesson today here. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài đọc hiểu của Unit 11 Sources of Energies. Hy vọng bài học hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn về cái nội dung từ vựng cũng như là cái phương pháp đọc hiểu trong bài số 11. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Goodbye and see you again in the next video.